Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với phần ôn tập ngữ pháp trong giáo trình live dành cho level intermediate B1, B2 và cũng là giáo trình giảng dạy cho học phần Anh văn 3 tại trường. Cô là Thu Hương, cô là thạc sĩ giáo dục và học trò của cô thường hay gọi cô là chị Bảy. Thì đối với phần ôn tập này, mỗi clip sẽ bao gồm 2 unit ôn tập và tổng cộng chúng ta sẽ có 3 clip ôn tập cho toàn bộ phần ngữ pháp ha các bạn ha. Và ở trong clip đầu tiên này thì cô trò mình sẽ ôn tập ngữ pháp ở unit số 7 và unit số 8 ha các bạn ha. Chúng ta bắt đầu từ unit số 7. Điểm ngữ pháp đầu tiên của unit số 7 là thì quá khứ đơn. Công thức của thì quá khứ đơn là chủ ngữ cộng với verb 2 ed. Verb 2 có nghĩa là những động từ ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc đó các bạn. Và ed là những động từ mình tra bảng động từ bất quy tắc không có, cho nên là mình sẽ thêm ed cho nó. Ở đây cô có hai ví dụ. Go chúng ta sẽ chuyển nó thành went vì nó có ở trong bảng động từ bất quy tắc. Và động từ thứ hai visit thì lại không có trong bảng, cho nên cô thêm ed vào thành là visited. Cách dùng của thì quá khứ đơn là chúng ta sẽ dùng nó để diễn tả một cái hành động nào mà nó xảy ra xong nó chấm dứt hẳn luôn trong quá khứ đó các bạn. Như câu ví dụ đầu tiên của cô là tôi đã đến trường vào ngày hôm qua. Như vậy việc đến trường đã xảy ra và chấm dứt trong ngày hôm qua. Hay là tôi đến thăm London vào năm ngoái thì việc đến thăm London nó đã kết thúc, nó đã hoàn thành xong trong năm ngoái rồi. Điểm ngữ pháp tiếp theo của chúng ta là thì hiện tại hoàn thành. Về công thức của thì hiện tại hoàn thành, chúng ta sẽ có là chủ ngữ cộng have, has cộng với verb 3 ed. Has ta sẽ áp dụng với những chủ ngữ số ít như là he, she, it hoặc a student, một bạn học sinh. Còn have chúng ta sẽ áp dụng với những chủ ngữ số nhiều như là we, you, they hoặc students, các bạn học sinh. Vậy thì khi nào chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành? Nó cũng có liên quan tới cái yếu tố quá khứ đó các bạn. Nó sẽ diễn tả một hành động kéo dài từ quá khứ, hiện tại và có khả năng tiếp diễn đến tương lai. Như trong câu ví dụ của cô, tôi đã làm việc tại Paytrick kể từ năm 2022. Thì vì ở đây chủ ngữ cô là I, cho nên cô sẽ dùng have với 3 ed, cho nên là work, cô thêm ed vào thành worked ha các bạn ha. Câu bên dưới, cô ấy đã làm việc tại Paytrick được khoảng chừng 2 năm. Vì chủ ngữ của cô là she, cho nên cô sẽ đi cùng với trợ động từ has. Và phía sau mình cũng sẽ cộng đuôi ed thành là worked, chứ không có worked nha các bạn. Như vậy thì khi nào chúng ta sẽ cần sử dụng since và sử dụng for trong thì hiện tại hoàn thành? Since đó các bạn, theo sau nó là một mốc thời gian cụ thể, vì nghĩa của nó là kể từ. Như câu ví dụ của cô là kể từ năm 2020, kể từ tháng 1 hay là kể từ khi tôi tốt nghiệp. Như vậy thì nó mang ý nghĩa là một cái cột mốc rất là rõ ràng, một năm, một tháng, một thời điểm nào đó. Còn for nghĩa của nó là khoảng, khoảng chừng, cho nên phía sau nó sẽ là một khoảng thời gian, như là khoảng chừng 2 tháng, khoảng chừng 5 năm chẳng hạn. Bài 7 của mình còn có một điểm ngữ pháp thứ ba nữa là các giới từ chỉ nơi chốn. Như vậy thì ở đây các bạn nhìn qua hình minh họa giúp cô để hiểu hơn về những giới từ chỉ nơi chốn này ha. Chúng ta sẽ có at là tại một cái địa điểm chính xác nào đó. In là ở bên trong, above bên trên, under bên dưới, below cũng là bên dưới mà bên cạnh đó. Opposite là đối diện, between là giữa hai, in front of là phía trước, behind là phía sau, next to là bên cạnh, near cũng như vậy ha các bạn ha, near cũng có nghĩa là gần, và on là ở phía trên. Ngoài ra ta còn có những giới từ chỉ sự dịch chuyển như down là đi xuống nè, up là đi lên, out of là ra bên ngoài, inside vào bên trong, outside là ngoài trời, bên ngoài, past là ngang qua, băng qua đó các bạn, through là đi qua, đi xuyên qua, along là dọc theo, và across là băng qua đường chẳng hạn. Như vậy là cô đã hoàn thành xong 3 điểm ngữ pháp của bài số 7. Cô có một cái bài tập áp dụng nhỏ để các bạn có thể nhớ bài rõ hơn ha. Bài tập đầu tiên là chúng ta hãy sử dụng thì hiện tại hoàn thành để sắp xếp các câu sau đây. Câu đầu tiên, tôi xem bộ phim này được khoảng chừng 5 lần rồi. Vì chủ ngữ của cô là I, cho nên cô sẽ dùng trợ động từ have cộng với verb 3 ed, cho nên sẽ trở thành câu hoàn chỉnh là I have seen that film 4-5 times. Vì được khoảng chừng 5 lần đó các bạn, cho nên cô sẽ dùng là for. Tiếp theo,
là một câu hỏi, người ta hỏi là bạn đã từng đi đến nước Úc bao giờ chưa? Thì lúc này cô sẽ cần phải căn cứ vào chủ ngữ để có thể đặt câu hỏi được. Vì chủ ngữ cô là you, cho nên cô sẽ mượn trợ động từ have thành câu hỏi là have you ever. Chữ go phải đưa về verb 3 ed các bạn, thành là have you ever gone to Australia. Câu thứ ba là câu tôi chưa làm xong bài. Vậy thì có not thì mình sẽ để ở đâu? Thì ở đây cô sẽ đặt là I have not finished, thêm ed vào giúp cô ha các bạn ha, my work. Thì nếu mà mình cần thêm not thì các bạn lưu ý giúp cô là mình sẽ thêm not sau trợ động từ have, thành là I have not finished ha các bạn ha. Bài tập tiếp theo thì cô muốn các bạn là hãy dùng seen for để điền vào chỗ trống để hoàn thành câu. Trong câu đầu tiên là bạn đã sống trong cái căn hộ của bạn được khoảng thời gian dài không? Lâu không? Thì cô sẽ dùng là for a long time. Câu thứ hai là chúng tôi đã sở hữu cái xe của chúng tôi được khoảng chừng hơn 20 năm rồi. Khoảng chừng, cho nên cô sẽ dùng là for over 20 years. Câu thứ ba, cô đã làm việc ở tại đây, ở tại nơi này từ hồi năm 2015 tới nay, cho nên cô sẽ dùng là since 2015. Dùng since để đi với một cái năm cụ thể ha các bạn ha. Và câu cuối cùng là chúng tôi chưa từng đi kỳ nghỉ nào kể từ 2 năm trước đây. Có nghĩa là kể từ đó đến nay vẫn chưa từng đi, cho nên là một cột mốc thời gian đó các bạn. Cho nên là cô sẽ dùng since ha các bạn ha. Bài tập thứ ba thì bài tập này dùng để chúng ta lưu ý, chúng ta nhớ thêm về những giới từ chỉ nơi chốn, chỉ sự dịch chuyển. Rồi các bạn xem chung với cô ha. Tôi vừa mới chuyển vào căn hộ mới của tôi và tôi cực kỳ yêu thích nó luôn. Nó nằm cái tòa nhà nhỏ thì căn hộ phải nằm bên trong tòa nhà, thì cô sẽ dùng là in. It is in. Nó nằm trong một tòa nhà nhỏ với 3 tầng và căn hộ của tôi ở tầng phía trên, nằm ở tầng nào đó ở phía trên, thì cô sẽ dùng on ha các bạn ha, mang ý là phía trên. Rồi. Tiếp theo, tại vì người này sống ở phía trên cho nên người ta muốn nói là những cái người sống bên dưới căn hộ của tôi thì sẽ là below ha các bạn ha. Những cái người mà sống bên dưới căn hộ của tôi rất thân thiện và tôi đã đi đến xuống, tôi đi xuống căn hộ của họ 2 lần. Tiếp theo, có một cái công viên, cái gì đó tòa nhà ở phía bên kia đường, ở phía bên kia đường của tòa nhà có nghĩa là đối diện rồi các bạn, cho nên cô sẽ chọn là opposite, đối diện, và tôi thường đến đó để ăn trưa. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong điểm ngữ pháp của unit 7 rồi. Cô trò mình sẽ chuẩn bị chuyển qua unit 8 mà các bạn ha. Cô trò mình sẽ tiếp tục với các điểm ngữ pháp của unit số 8 mà các bạn ha. Điểm ngữ pháp đầu tiên của mình sẽ là câu điều kiện. Mình sẽ có câu điều kiện loại 0, câu điều kiện loại 1. Đầu tiên là câu điều kiện loại 0. Câu điều kiện loại 0 nó y hệt như là thì hiện tại đơn vậy đó các bạn. Nó dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên đúng, một thói quen, các sự kiện mang tính chất khoa học, chân lý hay là các quy luật thời tiết, vũ trụ, thiên nhiên. Cách dùng y hệt như là thì hiện tại đơn và công thức của nó cũng y hệt như vậy luôn đó các bạn. Mình sẽ dùng if và mình cộng với chủ ngữ, cộng với verb 0, verb s ở vế đầu tiên. Và vế tiếp theo mình sẽ tiếp tục xài chủ ngữ cộng verb 0, verb s nữa. Rồi, như vậy là mình sẽ dùng thì hiện tại đơn ở cả hai vế luôn đó các bạn. Như câu ví dụ đầu tiên của cô là nếu mà chúng ta nung nóng cái băng á thì nó sẽ tan chảy. Như vậy thì ở đây cô dùng verb 0 đi với chủ ngữ we. Phía sau vì it là chủ ngữ số ít cho nên cô thêm s thành là verb s. Như vậy bạn lưu ý giúp cô ha. Ở cả hai vế ta đều sẽ chia thì hiện tại đơn. Ở câu bên dưới vì chủ ngữ của cô Jenny là chủ ngữ số ít cho nên cô thêm s vào. Và ở phía sau cô thêm es vì là brushes thì mình thêm es cho nó ha các bạn ha. Rồi, nó đơn giản là như vậy thôi các bạn. Nó nói về những cái hành động, cách dùng giống thì hiện tại đơn và công thức cũng giống thì hiện tại đơn. Mình sẽ qua đến câu điểm ngữ pháp tiếp theo là câu điều kiện loại 1. Thì câu điều kiện loại 1 cách dùng nó sẽ khác hẳn luôn đó các bạn. Nó dùng để nói về những hành động, sự việc, tình huống mà nó có thể xảy ra trong tương lai khi nó đã có một cái điều kiện nhất định xảy ra trước. Như câu ví dụ của cô các bạn xem thử ha. Nếu như cái điều kiện là ngày mai trời mưa đó thì chúng tôi sẽ không có đi biển.
hay nếu mà bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể thi đậu. Như vậy thì cái công thức của cô ở phía trước mình sẽ cũng dùng thì hiện tại đơn luôn, nhưng phía sau mình sẽ xài chủ ngữ cộng will cộng verb không, vì nó là một cái hành động trong tương lai nên ta sẽ cần dùng will đó các bạn. Hoặc vì chủ ngữ của cô ở câu đầu tiên, chủ ngữ là it, chủ ngữ số ít, cho nên cô sẽ thêm s vào động từ train. Về phía sau cô sẽ xài will verb không là will not go, vì câu của cô có nghĩa phủ định nên là cô thêm not vào thôi. Câu thứ hai, sau chủ ngữ you cô sẽ xài verb không nguyên mẫu và cô thay will bằng can để nghĩa của câu của cô sẽ hay hơn, thành là bạn can pass, bạn có thể đậu bài kiểm tra. Có một điểm ngữ pháp nâng cao một chút xíu của phần này mà thường rất là hay gặp trong các đề thi TOEIC, đó là tỉnh lược if đó các bạn. Thì đối với tỉnh lược if loại 1, nó rất là đơn giản thôi, là bạn hãy bỏ if và bạn thay bằng should giúp cô. Các phần còn lại của câu mình sẽ giữ nguyên và nghĩa của câu cũng không thay đổi luôn. Mình sẽ vẫn dịch là nếu chứ mình không có dịch là nên ha. Như câu ví dụ của cô, nếu các tụi nhỏ nó cảm thấy vui vẻ thì bố mẹ cũng sẽ cảm thấy hài lòng. Như vậy thì cô chỉ rất là đơn giản là bỏ if và thay bằng should thôi. Toàn bộ những phần khác cô giữ lại và nghĩa vẫn dịch là nếu chứ không có dịch là nên ha các bạn ha. Rồi, điểm ngữ pháp thứ 3 của bài số 8 là mệnh đề quan hệ. Nói về mệnh đề quan hệ thì các bạn rất là thường dễ nhầm giữa who, whom và whose. Kiểu như là nói về người thì các bạn sẽ dùng who, nói về vật các bạn sẽ dùng which. Tuy nhiên nói về người ngoài who ra mình có thể dùng whom và whose nữa đó các bạn. Vậy thì cái cách làm mệnh đề quan hệ đúng và mình sẽ không, chắc chắn là sẽ không bị bẫy, là các bạn hãy nhìn trước và nhìn sau giúp cô. Nhìn trước, nếu thấy người mình có thể xài được cả ba cái là who, whom và whose. Tuy nhiên hãy nhìn sau giúp cô nữa, bởi vì who cộng với động từ, whom cộng chủ ngữ cộng động từ và whose thì lại cộng danh từ. Về chỉ vật thì which nó sẽ nhẹ nhàng hơn đó các bạn. Which nó có thể cộng với động từ, cộng chủ ngữ cộng động từ cũng được. Sở hữu cách của which thì mình có thể dùng whose cộng danh từ hoặc dùng of which cộng the cộng danh từ ha các bạn ha. Còn that thì sao? That nó có thể dùng được cho cả người và vật hoặc là tập hợp giữa người và vật đều được hết. Và sau that ta có thể cộng động từ hoặc chủ ngữ động từ đều ổn. Rồi, ngoài ra, nâng cao hơn một chút xíu để các bạn có thể áp dụng nó trong các đề thi TOEIC, thì cô thấy level Anh văn 3 cũng là level cao nhất rồi. Cho nên cô sẽ thêm một chút xíu yếu tố để mình có thể lấy được những câu khó hoặc mình có thể xài được trong các kỳ thi TOEIC IELTS ha các bạn ha. Thì mình có một cái nguyên tắc khi mình sử dụng that, đó là that có thể thay thế được cho cả người và vật. Tuy nhiên, that không đứng sau dấu phẩy và nó sẽ không đứng sau giới từ. Giới từ là những từ on, in, at đó các bạn, là nó sẽ không có đi được với that ha. Vậy thì sau dấu phẩy ta có thể dùng được who và which thôi các bạn ha. Như câu ví dụ của cô, cô ấy nói tiếng Anh rất là thông thạo, điều này khiến cho cha mẹ cô ấy hạnh phúc. Thì ở đây which nó có thể đứng sau dấu phẩy và nó thay thế cho cả câu đứng trước nó luôn các bạn. Như câu ví dụ này thì cái điều làm cho cha mẹ cô ấy hạnh phúc không phải là môn tiếng Anh mà là cả cái hành động cô ấy nói tiếng Anh thông thạo ha các bạn ha. Rồi, để các bạn nhớ bài kỹ hơn, cô có sẵn cho bạn hai bài tập áp dụng. Bài tập đầu tiên là chúng ta hãy sử dụng câu điều kiện loại 1 để hoàn thành câu bên dưới đây. Nếu như chúng ta hoàn thành xong cuộc họp sớm, chúng ta sẽ có thể đi ra uống cà phê. Vì phía sau if mình sẽ cộng verb không hoặc verb s, mà chủ ngữ là we cho nên mình sẽ dùng verb không ha các bạn ha. Thành là if we finish, nếu chúng ta xong cuộc họp sớm, chúng ta sẽ ra ngoài, sẽ là we will go out hoặc là we can go out. Chúng ta có thể ra ngoài hoặc chúng ta sẽ ra ngoài uống cà phê đều được. Câu thứ hai, bạn sẽ bị bỏ lỡ chuyến xe lửa của bạn nếu bạn không rời nhà sớm ngay bây giờ. Vậy thì bạn sẽ bỏ lỡ chuyến xe lửa thì cô sẽ dùng là you will miss. Còn phía sau bạn không rời nhà sớm, theo nguyên tắc của cô là cái vế đi với if mình sẽ xài thì hiện tại đơn, mà có not thì cô sẽ dùng là if you don't leave ha các bạn ha. Câu số 3, nếu ngày mai thời tiết xấu á thì tôi sẽ lái xe đi làm. Ở đây nó khó một chỗ là nó cho cô xài động từ to be, nó cho cô một chữ be thôi. Mà các bạn lại ghi nhớ lại giúp cô công thức là cái vế mà đi với if mình sẽ xài thì hiện tại đơn. To be ở hiện tại nó sẽ có 3 hình thức là am, is, are. Cho nên ở đây nếu thời tiết ngày mai tệ, thời tiết là chủ ngữ số ít, cho nên cô sẽ dùng to be is.
thì là if the weather is bad tomorrow, nếu thời tiết ngày mai tệ, tôi sẽ lái xe, sẽ là I will drive to work ha, các bạn ha. Lưu ý chỗ to be giúp cô nha. To be ở hiện tại có am, is, are. Is dùng cho chủ ngữ số ít, are dùng cho chủ ngữ số nhiều, và am thì đi với chủ ngữ I am. Bài tập thứ hai của mình sẽ là một bài tập về mệnh đề quan hệ ha các bạn ha. Câu đầu tiên, đó là cái người đàn ông, cái người mà sống kế bên nhà tôi đó. Vậy thì ở đây cô thấy là người đàn ông là một từ chỉ người, mà phía sau là động từ, sống là một động từ, cho nên cô sẽ điền who ha các bạn ha. Ở câu ví dụ thứ hai, đây là cái cuốn sách mà giúp tôi thi đậu. Vậy thì cuốn sách là một vật, thì ở đây cô sẽ dùng which ha các bạn ha. Right. Ở ví dụ thứ ba, cô có một cái câu là đây là một cái cậu trai. Cậu trai là người, thì mình cân nhắc cả who, whom và whose luôn ha các bạn ha. Nhưng mà ở phía sau nó là một danh từ. Bố mẹ của cậu trai này làm việc ở trong cái trường học này. Như vậy phía trước là người, nhưng mà phía sau lại là một danh từ và có tính chất sở hữu nữa, cho nên cô sẽ chọn whose. Như vậy là cô đã hoàn thành điểm ngữ pháp bài số 7 và bài số 8 trong chương trình Anh Văn 3, hay là giáo trình Life Intermediate. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi bài giảng của cô. Nếu như bài giảng này có ích cho bạn, thì các bạn hãy tặng cho cô và team PyTech một like và một subscribe kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở điểm ngữ pháp bài số 9 và bài số 10 ha các bạn ha.